Hello, chào mừng quay trở lại với Trần Phát Tùng và đến với những dán dị ở trên thế giới. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với boy one jam Sako vô cùng nổi tiếng của mấy trường Bắc Mỹ, đó chính là Pink Watt. Và ngày hôm nay để xem là Pink Watt sẽ mang lại cho chúng ta một giáo án Sako đi top như nào anh em nha. Let's go. Ok, Sako đi top, bảng bổ trợ cho anh em tham khảo đó là hồi chiêu, giáp và kháng phép. Lấy cả giáp cả kháng phép và hoàn toàn không lấy sát thương thêm anh em nhé. Khởi đầu thì đó là một cái nhẫn Doran cùng với hai bình máu. Có bánh bích quy, có giày miễn phí, có giải bằng năng lượng, có thiên thạch bí ẩn. Lấy cùng phong tích tụ cùng với thăng tiến sức mạnh. Và để xem là con Sako đi top để nó sẽ khó chịu như thế nào. Chắc là các bạn ở đây nhiều người cũng đã từng xem những cái highlight hay là những tình huống xử lý rất trôn đối phương của Pink Watt rồi. Đây là một player có khả năng xử lý Sako rất là tốt. Mặc dù thì không phải là một player Sako theo dạng là try hard đánh rank khủng khiếp lắm. Khi mức rank của Pink Watt thì nó cũng chỉ tầm cao thủ đại cao thủ thôi, không lên thách đấu thường xuyên. Nhưng mà đây là một hay là cái chỉ số của Sako cho tay Pink Watt về KDA hay là về nói chung là về mọi thứ, chỉ số lính các thứ theo thời gian thì nó không phải là những cái chỉ số lính nó khủng khiếp. Nhưng mà cái cách vận hành Sako hay là những cái tip và trick nhỏ nhỏ của Sako thì Pink Watt làm nó rất là ghê. Và đang có một tình huống giúp rừng ở cấp độ 1 đến từ Pink Watt với hai hộp hề được đặt ra ở tại khu vực bùa xanh. Và hộp hề này nó vẫn sẽ tồn tại kịp cho tới thời điểm con bùa xanh xuất hiện anh em nhé. Đó, các bạn để ý cái hộp hề được setup ở thời điểm rất hợp lý để nó có thể giúp cho con Kane này ăn hai bãi cực kỳ nhanh. Cấp 1 thì Irelia đang có ý định đóng băng được lính tại khu đường trên và khiến cho Sako của Pink Watt bị mất chỉ số lính. Còn đây là tình huống giúp rừng như thế này thì Kane đi rừng đúng nhàn luôn anh em ạ. Lên top thì Sako của Pink Watt vẫn đón được kinh nghiệm nhưng không lát hit được một con lính đầu tiên. Ở đây là kèo đấu đầu cùng với Irelia và phép hỗ trợ mang theo sẽ là dịch chuyển cùng với Thiêu Đốt. Có những hộp hề phía sau để đảm bảo rằng con Irelia nó sẽ không đâm vào quá sâu cho tướng chơi hit được anh em nhé. Và cái đặc trưng của Sako cho Pink Watt là ba hộp hề được kết hợp cùng với nhau để khiến cho đối phương bị phi liên tục. Tuy nhiên thì kèo đấu Sako cùng với các con tứ khu đứng trên thì nó là những kèo thua. Thường là những kèo thua và chấp nhận là mất máu nhiều ra đi đường để bết đối phương vào những hộp hề như thế này. Kane có một cái tốc độ đi rừng nó vượt trội hoàn toàn so với Kha'Zix ạ. Irelia có ý định đẩy nhanh đợt lính thứ hai vào trụ để cho nó reset. Và đợt lính thứ ba có xe thì Irelia sẽ xử lý nó trên lane một cách dễ dàng thôi. Đối với Pink Watt thì để đối phương đẩy trước mình ăn sau, đứng dưới vừa rồi mất chính công đầu rồi. Trick và Kai'Sa landing thắng Caitlyn cùng với Delta Class luôn là ảo thật. Cố gắng lát hit thôi anh em nha, đặt những hộp hề như này thì Irelia sẽ không dám băng trụ, nó không dám đánh cách quá hổ báo đâu. Cùng lắm là Irelia nó sẽ farm hòa. Tất nhiên farm hòa với một đấu sĩ như Irelia thì nó cũng có thể là những con tướng có khả năng gánh team khá khỏe. Nhưng đây, một tiếng đâm quy vào bị phía ngay lập tức. Gồng W cố gắng đẩy đường và đó là một tiếng tiếp tục dính phía. Bị trụ bắn mất nửa cây, tàng hình lên đánh tay ra phía sau đối phương. Và sau đó thì bị làm choáng mất con xe, nhưng mà Irelia lại bị trụ bắn rồi. Một tiếng bắn máu rất khó hiểu đấy từ Irelia dưới trụ và con Sako của Pink Watt bắt đầu bấm bình lên. Coi chừng nha, Sako này có thể đốt nha. Kha'Zix ăn vòng rừng từ dưới lên và đang bắt đầu ở con cua sau khi di chuyển ra sông. Băng trụ của Sako này là điều rất khó khăn dành cho Kha'Zix này, quyết định Kha'Zix là ra mid rồi. Kèo mid là Akali cùng với Rumble anh em ơi, một kèo thắng cho Rumble về mặt chất tướng. Mấy cái bóng khói của Akali nó không né được sát thương quy. Còn đây là đợt đẩy ngược trở lại dành cho Pink Watt này. Để xem xử lý như nào anh em nhá. Vẫn đang setup những hộp hề ra phía sau và lao lên cấu rỉa bằng E thôi. Đối phương làm trang trúng dám đâm quy vào không bạn? Đâm quy vào đây, đâm quy vào đây. E trúng rồi sao nữa. Đây là một player rất hay trong việc là áp dụng những cái trick nhỏ của con Sako. Một chút nữa thì các bạn cứ xem game đấu sẽ thấy có rất nhiều trick áp dụng được. Tất nhiên là cái việc mà fake bóng các thứ thì nó là chuyện nhiều bạn có thể làm được. Nhưng còn nhiều trick hay lắm. Nâng mắc E trước anh em nhá. Irelia mất máu nhiều và đang cố gắng hút máu lại từ những cú quy và đang là pha đâm lên đánh tay nhẹ nhẹ. Gồng W hết mana rồi, còn cái bánh bấm nốt đi bạn. Con lính nó di chuyển vào và làm mất cái hộp hề phía sau của Pink Watt rồi. Cái hộp hề phía sau nữa thì nó lại vừa hết hạn. Đang có sự hiện đến từ vị trí của Kane. Irelia đang bấm cái bánh cuối cùng rồi, bị dính một cái dao vào đầu, đâm quy lên. Còn đủ mana để quy đến từ vị trí của Pink Watt, kéo được lính ra phía xa và Kane bắt đầu xuất hiện rồi. Một pha lao vào đến từ Kane, thiêu đốt E và đó là cú E sát thương đủ đến từ cú W của Kane. Nội tại của Sako nó sẽ gây thêm sát thương anh em nhé. Ok chưa, reset xong quay rồi về luôn. Đây là một con tướng, nó không phải là con tướng hạc carry.
Và Sako cho tay Pingguat thường xuyên có những pha di chuyển hỗ trợ đồng đội rất là nhiều ở đầu trận, giống như kiểu đang chết boy đánh mấy cái giá dị ở khu đường trên bên phía máy chủ Hà đấy anh em ạ. Đường dưới thì đó là pha tốc biến quáng kích cứu cánh nhưng không được đến từ Caitlyn, cút luôn rồi. Dịch chuyển xuống đến từ vị trí của Pingguat. Dịch chuyển xuống này thì không vét được cái gì cả. Nhà hậu vệ ra phòng thủ đợt lính mà thôi, xuống đón lính dùm cho cặp đôi đường dưới và đỡ mất máu trụ, nhưng mà vừa rồi mất Quy anh em ạ. Quy Sako hồi cực kỳ lâu nha, 10 giây nha, đứng kế bên cái trap của Caitlyn. Kha'Zix vào tanh trước sau đó e ra. Và Kai'Sa cùng với Trick bắn sát thương đủ để dứt điểm vị trí của Pingguat. Một pha tay lái sớm nhưng nó có vẻ là chỉ để đón kinh nghiệm mà thôi. Nhưng đợt lính khu đường trên lại là con Kane anh em nhé, game này Kane gánh này. Nhìn thôi là thấy con Kane này khỏe, đầu trận được giúp rừng quá đáng kể. Sau đó thì những đợt lính khu đường trên kể cả mạng cho thiếu gánh nó cũng đã thuộc về vị trí của Kane rồi. Không gánh nữa thì thôi. Còn Sako ra Pingguat thì sẽ cố gắng đánh theo dạng là khó chịu, cấu gì à. Và trong giao tranh thì sẽ đánh kiểu nhấp nhả, lấy CC bằng những hộp hề hay là những cái bóng của chú cuối thôi. Game này là game mà Kane có thể lên 6 cực kỳ sớm. Đây là thời điểm phút thứ 6, sắp phút thứ 7 của ván đấu. Sau 6 phút mà lên được level 6 là thấy đi rừng là khỏe hẳn rồi đấy. Bên kia là Kha'Zix mới chỉ level 4 thôi, level 4 thôi anh em ạ, là gần level 5. Sau đó thì sao? Level 6 cho Pingguat đặt hộp hề ra. Irelia đang đứng ở phía sau tình huống bị ganh chết thì đã dịch chuyển lên và đón được khá là nhiều lính. Vẫn đã hơn lính so với Sako của Pingguat nhưng giết con Sako này không dễ đâu nha. Nhìn con Sako nó mỏng mỏng thế này thôi nhưng mà lao vào giết nó là coi chừng đấy. Đây cũng là một lobby ở mức rank tầm cao thủ có thứ rồi nhưng mà không phải là những timer đâu. Đây đâm Quy vào cái bị phía ngay lập tức. Gồng W đặt hộp hề ra phía sau nhưng mà nó phía vào lính mất rồi. Không sao cả. Ui, mất máu nhiều quá, Quy về anh em ơi. Một cú R flash đến từ Irelia và đó là một tình huống chiêu cuối để né cú R flash của đối phương, phản xạ khá nhanh đến từ Pingguat. Sau đó thì nhà hộp hề ra farm lính dưới trụ, mặc dù tranh máu là rất nhiều nhưng Irelia liệu rằng có băng trụ được hay không. Để một cái bóng ra phía sau ạ, để cái bóng ra phía sau để tí nữa Quy lên cái bóng này nó sẽ giật về anh em nhé. Nó sắp out rank rồi đấy ạ. Điều cái bóng ra phía sau đây, Quy lên một phát là cái bóng nó hơi hiện ngay tại đây luôn, bị phía và Irelia mất R mất flash rồi. Thậm chí mất cả Quy và cái hộp hề vừa rồi mà không dứt điểm được. Sau đó thì bị Kane nhập vào và sau đó thì chắc chắn là đi rồi. Một cú e dứt điểm đến từ vị trí của Pingguat. Ok chưa? Tình huống xử lý rất khó chịu đến từ Pingguat. Và các bạn để ý cái trick này nhá. Cái trick này là cái trick rất hay này, điều cái bóng ra phía xa và đừng để nó giật ngược trở lại đây nhá. Phải là quy lên sau đó, quy tàng hình lên này. Quy tàng hình lên sau đó thì cái bóng nó vừa hiện ra một phát thôi là Irelia đấm vào cái nó mất máu, hoặc là kể cả là Irelia không đánh tay cú này các bạn tưởng tượng nhá, kể cả là không đánh tay cú này luôn. Thì con Sako này nó cũng, cái bóng của con Sako này nó cũng sắp hết hạn rồi. Nó cũng sắp hết hạn, nó cũng tự động hết hạn, nó đổ thôi à. Thì chắc chắn đó sẽ là cú phía, 100% đó là cú phía. Và Irelia không có gì để né cú phía đấy cả. Và dính cái phía đấy thì kê lên vét mạng thôi. Có định đâm ngược trở lại để kéo theo Sako của Pingguat nhưng bị e chết. Bị một cái dao độc đâm chết luôn. Ok chưa? Kane sẽ cố gắng hít kinh nghiệm thêm cùng với reset wave cho Pingguat rồi sau đó cả hai cùng té thôi. Ok thì khỏe lắm rồi. Còn Pingguat thì cố gắng ăn thêm một giấc rượu trước khi về à. Với một cái W thì bạn có thể dọn lính được anh em nhé. Đặt một cái W ra đây, phá trụ luôn. Cái W nó cũng có thể phụ đam rất là nhiều trong việc ăn giáp trụ. Và đó là một giáp trụ dành cho Pingguat trước khi bấm B về. Ngon. Nếu cánh dưới thì cặp bot có vẻ không ổn lắm khi mà Kai'Sa cùng với Trick đang có vẻ là khỏe hơn. Trông thấy so với Caitlyn cùng với Renata. Rồi còn Trick AP nó giật e thốn lắm anh em ơi. Con Trick AP nó giật e cực kỳ đau đấy anh em nhé. Mắc là 210 đam phép nội tại đó cũng đau. Akli tốc biến qua RQ nhặt nội tại, đánh tay QR2 vào đánh tay. Và sau đó thì Quy Kha'Zix nhảy thẳng lên nhưng mà ra một kích tốc hành chạy vẫn phải lên bảng và đòn tay cuối cùng. Team 2 cánh dưới nó có vẻ là khá ổn áp. Còn con Irelia này bắt đầu cảm thấy hơi trầm cảm rồi. Bị những cái quả bết như vậy mà chết nó rất là trầm cảm anh em ạ. Cứ đâm vào giết không nổi, sau đó thì đây làm choáng nhưng mà Pingguat quyết định là Quy chạy chứ không để cho đối phương e trúng. Để e trúng thì tầm đấy cái hộp hề ở hơi xa kia chắc là không cover nổi, mất máu hơi nhiều. Thôi thì giữ máu đánh sứ giả được anh em ạ. Giữ máu lại đánh sứ giả anh em nhé. Dòng cánh dưới mất rồi nên bên kia có thể là kéo đội hình lên đánh cánh trên với con sứ giả này đây nha. Đang là một tình huống Kane ăn sứ giả thì bị Irelia ra đi khó ăn rồi. Nhưng mà không sao, không sao, có Pingguat ở đây. Rumble vừa mất mưa tên lửa tại khu đường giữa nhưng không giết được vị trí của Akali. Pingguat di chuyển ra đặt một cái E và làm choáng trúng đến từ Irelia, đâm Quy vào nhưng còn cái hộp hề phía sau. Trừng phạt tốt đến từ vị trí của Kane rồi. Đẩy chiêu cuối trúng ba người trong đó là một người, hai người và một bóng ạ. Đây cái bóng mà thôi, cái bóng này nó có thể nó sắp phát nổ rồi đấy. Pingguat nhấp nhả bằng hai cái hộp hề phía sau.
Kha'Zix đang bị đấm liên tục bởi cái bóng của Sako làm cho chúng nhưng không dám đâm quy vào. Kha'Zix nhảy chạy được, bóng hết hạn, nó nổ ra và đó là mạng dành cho Pingguat cùng với con sứ giả trên người của Pingguat luôn. Ok chưa? Akali trước đó hết chiêu cuối đi chuyển ra thì bị Rumble nó sấy chết. Và Pingguat đã có cho mình 3 mạng gục rồi. Rất khó chịu đánh nhấp nhả, vô cùng khó chịu và đồng đội của Pingguat cũng vừa có một tiếng hạ của Kha'Zix trong khu rừng nữa. Đây là con kê có thể hóa hình rất sớm đấy, anh em nhau đánh nhau liên tục. Để con xe tanh trụ nó nhả cái W ra ăn trụ luôn. Và đam hồi về nó đam AOE anh em ạ. Vì đam AOE nó vừa ăn trụ nó vừa ăn cả lính cho Sako của Pingguat này. Không biết là muốn gọi sứ giả ăn luôn trụ một tập bản đồ nhỉ. Tập này sát thương biết có đủ hay không, gọi luôn sứ giả rồi. Còn cái W để có thể vừa dọn lính vừa đây cho sứ giả tanh trước và sau đó thì cú hút đến từ sứ giả. Nó ăn luôn trụ một tòa bản đồ cho Pingguat. Đứng dưới đang có đánh nhau. Trước đó thì Retaglass vừa chết xong, đồng đội xuống báo nhưng mà không biết có báo được mạng nào hay không. Báo án được với một tình huống quy thứ hai đến từ kê. Ok, sau đó thì Kha'Zix gạt chết rồi. Bên này thì Rumble sấy. Một tiếng RE fail đến từ Akali và vẫn có R2 để đi bộ theo. Xác thực là có đủ hay không đây. Một đòn nội tại nữa Akali gỡ được mạng rồi. Đứng trên thì Irelia chưa gì 10 phút mất trụ. Đang thực sự là trầm cảm đấy ạ. Còn con Sako đã bắt đầu xanh rồi nha, mặt nạ cùng với giày pháp sư. Mặc dù các bạn nhìn về chỉ số farm thì đây không phải là con tướng có khả năng đi đường quá mạnh, nên là chỉ số farm của nó không được tốt. Nhưng mà Sako của Pingguat thì vẫn có được những cái trick, những cái mẹo để ăn mạng. Và theo đó thì cái lượng trang bị vẫn là tương đối lớn anh em nhé, 5.000 tiền rồi, giàu điên. Và sau đó bắt đầu di chuyển hỗ trợ đồng đội rồi, dịch chuyển sắp hồi lại để cho Irelia farm đường trên. Còn mình thì xuống đường dưới hỗ trợ đồng đội một chút. Đang lang thang farm thêm mạng này anh em, là thời điểm này là thời điểm mà không còn landing được nữa. Không còn landing, không còn những cái, áp dụng những cái trick landing một cách nó hiệu quả nữa. Những người chơi ở bậc rank thấp không biết con Sako này nó có kỹ năng như thế nào, liên tục đâm vào chỉ có cút thôi. Ở bậc rank cao thì người ta có thể có nhiều những cái tình huống biết được Sako nó có cái gì để mà xử lý ấy. Một pha di chuyển. Cướp luôn. Kha'Zix không có tầm nhìn đấy anh em. Sau tình huống này thì sao E2 vào tung chiêu cuối ra đến từ vị trí của Pingguat. Và sau đó cái bóng sắp nổ rồi. Akali bị phi bởi cái hộp hề và sau đó thì đang bị mất máu cực kỳ nhiều. Rumble vòng ra và đó là mạng dành cho cú quy của Rumble. Kha'Zix không thấy à? Kha'Zix không thấy con Sako anh em ạ. Chỉ là đang ăn cho mình con cóc thôi mà tự nhiên thấy mất con cóc luôn. Nó đứng ở ngay đây, nó quăng cái e con Sako rồi. cay. Akali giữ cái e rất là hay và e theo cái quy của con Sako này nhưng mà nó nhả chiều cuối ra, thế là bị hội đồng chết luôn, bị phi nữa. Trời ơi. Không biết Sako nó có cái gì mà cứ đâm vào như này này anh em, là dễ bị bết lắm, dễ bị chết lắm anh em ơi. Dịch chuyển lên khu đứng trên đó lính luôn không? Còn dịch chuyển đến từ Pingguat nhưng máu hơi yếu. Đang đứng đây áp lực cặp đường dưới đối phương một chút, dịch chuyển trở lại khu đứng trên đón lính. Đón không được nhiều lính lắm đâu nhưng mà cứ dịch chuyển lên thôi. Máu còn lại như đây mà không còn chiêu cuối đến từ Pingguat. Irelia liệu rằng có dám băng trụ hay là không? Đâm vào đánh tay một đòn và sau đó đâm ra. Vẫn còn cái hộp hề ở đây nha. Vào đây băng trụ này bạn, vào đây mà sơi này bạn, vào đây. Cứ đặt E1 ra đánh tay mà thôi. E2 làm choáng không được, sau đó đi về. Chỉ dám ăn giáp trụ, không dám băng trụ đâu các bạn. Mưa tên lửa giải ra đến từ vị trí của Rumble. R trúng và không dám đấm con Sako vì Sako vẫn còn quy, nhưng đâm sao chết được con Rumble này đây. Mạng của Rumble đứng dưới đó là 1-1. Gatling bắn tốt và gỡ được một mạng sau khi Rata Glass lên bảng. Kane đã hóa hình rồi. Kane đã là Dark King rồi anh em ạ, khỏe điên. Đường trên thì Pingguat đang cố gắng reset nốt cái wave vào trong trụ, sau đó bấm B về với 1.000 tiền hơn. Hỗ trợ được cánh dưới một vài tình huống ăn mạng của Akali và sau đó lên đường trên hỗ trợ Rumble ăn mạng của Irelia nữa. Và cái đợt lính này thì có reset được hay không? Đặt cái hộp hề ở 6 con lính là reset được. Ôi! Ai da, nó quét thấy rồi. À, bên kia bắt đầu bước mùa máy quét rồi anh em ơi. Đứng dưới có trụ cho Gatling rồi ha. Ok, ổn rồi. Cái hộp hề vừa rồi nó vẫn có thể clear được tương đối nhiều lính đấy anh em nhé. Và vừa rồi đứng giữa thì Akali bị solo kill bởi vị trí của Rumble. Đang có một carry khá xanh nó Rumble trở lại. Đó, nuôi cánh dưới nó gánh mình thôi, có gì đâu anh em. Mình thì mặc dù mình không farm, không có chỉ số lính tốt nhưng mà căn bản là không phế được. Không phế được. Nó vẫn sẽ có những tác dụng của con Sako này thôi. Đặc biệt nếu các bạn đánh tinh quái một chút thì những cái W hay những cái hộp hề của chiêu cuối lúc nó nổ ra nó cực kỳ khó chịu. Irelia dịch chuyển để có thể đón lính tại khu đứng giữa sau khi Akali lên bảng đếm số. Bây giờ sẽ là tình huống gọi là ra mid Ara. Tầm này thì để xem Pingguat di chuyển như nào giữa trận anh em nhé. Đi lane thì đi lane rất là khó chịu rồi. Irelia gần như là chỉ có farm thôi, còn chết tới 4 mạng. Chết 4 mạng tương đối khó chịu. Còn đến giữa trận sau khi có trang bị và không còn trụ nữa thì xem Sako của Pingguat sẽ xử lý như thế nào. Nãy giờ thấy đa phần là di chuyển hỗ trợ đồng đội thôi.
Đây là tình huống giao tranh con rồng nguyên tố thứ hai. Di chuyển ra lấy tầm nhìn cho team, đổi góc rất nhanh bằng một cú quy sang bên phía bên kia bờ tường và chuyển hướng ra phía sau. Kane đang quẩy một cách cực kỳ tự tin, cú hất tung tốt đến từ Kane. Pha nhảy lên rồi sát thương đến từ vị trí của Kha'Zix và mất E chưa bạn? Còn cái tốc hành nó không, không còn tốc hành, bị đấm liên tục. Sát thương là không đủ đến từ các thành viên phía team 2. Quy lên E trúng bị thiêu đốt nhưng sát thương là không đủ đến từ các thành viên phía của team 2 để dứt điểm con Sako này. Gần như là con Sako này với cả con Kane nó làm hết anh em ạ. Game dễ chơi thật sự ạ. Bên kia tự nhiên chết hai người. Akali dịch chuyển lên top để ăn trụ, không biết ăn được hay không. Sako này không còn nhiều máu nhá. Kai'Sa này hết đúp à? Còn đúp nhưng không dám bắn. Dưới lại solo kill cho Rumble, Rumble này xanh quá. Aurelia fit trên top 4 xác rồi, súng bóp fit thêm mạng nữa rồi. Akali đang nỗ lực để ăn trụ và Kane cùng với Pinguat lại di chuyển lên khu đường trên. Quy qua bị phát hiện rồi. Tung luôn phân thân của mình và sau đó thì cái nào là cái bóng, cái nào là cái chân thân đây. Một tiếng hơi bị phía rồi cắt R2 và phát cắt R2. Trông cảm thế nhờ. Cái này là cái người thật này anh em này. Dí người thật vào Akali E1, E2, R lướt đai tên lửa bị phía. Flash cắt R2 vào cái bóng. Cay, cái này thì gọi là... Cái này cay hơn đớt anh em ạ. À, mất gần đấy tài nguyên để giết cái bóng của Sako 25 đồng. Cuối cùng thì bị giết ngược và không ăn được cái mạng nào. Khó chịu, chưa. Cái lửa rất là đơn giản của Sako nhưng nó lại cực kỳ hiệu quả trong nhiều ván đấu anh em nhé. Cái này thì cái trick này thì mọi boy one champ Sako đều có thể làm được. Trick không phải là quá khó nhưng mà nó vẫn luôn luôn hiệu quả. Đặc biệt là đánh rank thấp thì chắc là người ta còn không, rank thấp thì chắc người ta cũng xử lý như Akali thôi anh em. Rank thấp người ta sẽ xử lý những pha như Akali nó thường xuyên hơn ở trên rank cao thôi. Rank cao người ta biết người ta có thể xử lý khác nhưng mà ở dưới rank thấp thì người ta không biết, người ta có thể đâm hết tất cả mọi thứ để lấy cái mạng đấy đấy. Vô cùng khó chịu. Và bây giờ thì ra sứ giả 2. Sứ giả 2 sẽ là nơi mà Pinguat cùng với những đồng đội thực ra Pinguat đánh Sako từ những mùa đầu rồi, đánh rất ghê. Những cái trick vừa rồi là những cái trick mà nó không phải là quá khủng khiếp mà các bạn chắc là đã xem nhiều rồi. Sứ giả 2 và Sako của Pinguat đang có mặt tại khu đường trên để đường trước và đồng đội đang lên để ăn sứ giả 2 chung với Pinguat. Đợt lính được giải quyết khá nhanh khi mà con Sako AP này cái đam hộp hề nó rất là to anh em nhé. Không những có hiệu khống chế đến từ những cú phía, sự câu kéo khó chịu bằng những tình huống fake bóng hay là quy tàng hình hay là e sát thương không thì đam của Sako này vẫn có anh em nhá, đam rất to luôn á. Đam skill AP hơi bị rác luôn. Di chuyển vào rất sâu trong rừng đối phương và nhà hộp hề ra trang. Nhà hộp hề chờ sẵn ở đây, Irelia di chuyển face check bị thiêu đốt. Kha'Zix nhảy qua rồi, cái gì ở đây bạn? Tàng hình lên đánh tay và quăng cái E dứt điểm đấy. Quăng cái E sát thương đốt đến từ bắn nã thấu khổ là cực kỳ nhiều. Cứu! Chết từ là thứ 6, 060 rồi. Và đó là tiếng nhả chiêu cuối ra. Đây là cái bóng thôi anh em, tôi nghĩ là không biết là cái bóng. Đây là cái bóng đây. Người đang bấm bình đây. Bên phía kia thì trick bật chiêu cuối bắn các kiểu nhưng sát thương là hơi ít. Một pha kéo cái bóng của mình lên nhưng mà rất tiếc nó không phi được ai cả. Gọi là thấy cái trick đó chưa, cái trick mà kéo bóng ra xa xong rồi cho nó out rank xong rồi mình quy lên là nó đi theo cái quy của mình luôn á. Đẩy cái bóng ra rất xa anh em nhé, gần như là out rank luôn á. Quy lên một phát là nó kéo cái bóng đến đây luôn này. Nó sắp hết hạn. Nếu bạn timing tốt thì cái bóng nó sắp hết hạn á thì nó sẽ tự động nó nổ luôn, không cần hết máu. Còn nếu đối phương không biết đối phương đánh vào nó hết máu thì tất nhiên nó sẽ nổ ngay rồi. Và nó gần như là cú phiên ngay lập tức. Về thôi anh em, máu lâu rồi về thôi. Không có chiều cuối à, chưa. Lên đẩy tốt, đẩy tốt thêm wave nữa. Cho nó reset cái wave, thậm chí có thể cân nhắc wave sau nữa nhé. Đặt một cái W như này nó dọn gần như hết cái đợt lính rồi. Mấy con xa này cút hết. Còn một wave nữa khá lỡ cỡ phía sau này nhưng mà wave này thì không dọn được, máu yếu quá. Quan trọng là các bạn biết có điểm dừng anh em nhé. Bait sâu quá chết cút luôn là rất dở đấy. Bait mà chết có hai mạng game này các bạn thấy là khả năng xử lý của Pinguat nó khủng cỡ nào rồi. Sứ giả được triệu hồi tại khu đường giữa. Sako bình quá không có tay le, Kha'Zix vòng ra phía sau với cú làm chậm đến từ Gai hư không. Và Kai'Sa có năng lượng góc bắn thì bắn có nổ hay không đây. Kai'Sa đang bị dí, mất tốc biến chạy rồi. Cú dịch chuyển được dùng đến từ Sako của Pinguat. Đáp xuống với cú dịch chuyển để Sako có chiêu cuối rồi. Đang cùng tiếng đấm rất no hope đến từ vị trí của Irelia và chết tới mạng thứ 7 rồi. Tàng hình sang phía bên kia và Rumble sấy lấy triple kill, quăng một cái E làm chậm và lấy đi tương đối nhiều máu đến từ xạ thủ đối phương. Kha'Zix cũng hết đường về, đang phải lang thang farm rừng và sau đó thì đồng đội chết 3 và sau đó mất luôn Mega. Phát hiện ra đối phương ở đấy, back phát back trúng hỗ trợ sát thương từ xa. Chiêu cuối còn đến từ Pinguat. Và sau đó thì ui, lần này thì Kha'Zix biết chơi rồi. Kha'Zix thì biết chơi điện tử rồi anh em ơi. Nó chọn đúng cái chân thân để nó gạt.
và sau đó nó gạt chết luôn. Mặc dù đó là một tình huống mà fake rất ghê rồi đấy. Đã đứng im cái bóng ở đấy, đã đứng im cái chân thân rồi, sau đó thì cái bóng nó cứ giật tới giật lui, nhưng mà cuối cùng Kha'Zix nó vẫn êm được vào anh em ạ. Đó, những người chơi mà người ta biết, người ta có những kinh nghiệm đối đầu với Sako thì người ta sẽ biết cái trick đấy để người ta khắc chế, nhưng thực ra là vẫn là 50-50 thôi các bạn. Nhiều khi nó là lừa trong lừa nữa. Sako này chú lừa mà. Kane xuất hiện và Kha'Zix quyết định đứt chạy, nhưng mà đứt không trúng, rất may là vẫn có thể về được khi mà Kane đã hết kỹ năng. Vẫn là một player rất xanh, và xanh hơn cả Kane, xanh thua Rumble 11 xác thôi. Bên kia Irelia thua 2.000 tiền, 0.71 rồi. Người giàu nhất đang là vị trí Kai'Sa thì cũng sắp xỉ tiền với lại Pingguat thôi. Hai đồ AP là đam không anh em ạ. Gam phi tiêu tốt nhưng có dám nhảy vào hay không? Hết súng phun lửa vào luôn đấy bạn. Vào luôn đấy thì vị trí Akali nhưng bị hất tung bởi Kane và không tiếp cận được nữa. Nếu như các bạn muốn đánh con Sako giống như Pingguat khó lắm. Các bạn phải tập luyện rất nhiều và các bạn sẽ phải biết điểm dừng cho những pha bait của mình nó như thế nào. Các bạn sẽ căn rank cái quy với cái chiêu cuối rất là hay. Có những cái trick như kiểu là chiêu cuối xuyên tường chẳng hạn. Những bức tường như thế này là có thể chiêu cuối mà nhảy sang bên phía bên kia bức tường, hay cái bức tường này đây anh em này. Có thể chiêu cuối từ trên xuống dưới được luôn. Và chiêu cuối nó sẽ nhả phân thân của bạn ở phía trên còn bạn sẽ nhảy xuống phía dưới. Thì có rất nhiều trick của Sako, các bạn có thể học tập bằng cách là xem các cái video clip của Pingguat. Mình thì lâu lâu mình đổi gió, mình làm các bài ban trang thì mình làm về Pingguat thôi. Đang làm tình huống ăn rồng đấy từ các phía team 1. Sako Pingguat xuất hiện ở phía sau, đặt cái hộp hề ra đánh tay thiêu đốt, đánh tay bị phi và sát thương các bạn. Nhìn quăng cái E nó chết rồi, đi bộ theo quăng cái E nó chết rồi. Đàm giác chưa, cái sao bỏ support chạy rồi bạn. Trick AP không biết có phải là red in real life không. Lính đường trên này nhường hết dành cho Rumble nhá, nhường hết cho carry thôi. Tàng hình sang phía bên kia, Kha'Zix đứt xịt rồi. Nhả hộp hề ra sau đó thì xa phân chiêu cuối còn bị phía đấy từ vị trí của Kha'Zix. Mất gần nửa cây đấy anh em ạ. Hộp hề đốt mặt nạ kìa, đau chưa kìa. Bị lộ vị trí rồi này, nhả cái hộp hề phát hiện ra đối phương quăng thêm cái E nữa, tung chiêu cuối ra. Giật tới giật lui còn hộp hề ở đây, Kha'Zix nhảy né cái hộp hề rất hay. Ở đường dưới chúng ta có một pha solo kill dành cho vị trí của Kane, Irelia 081 rồi. Fit quá fit thôi. Đang để cái bóng ra phía xa xa một chút, sau đó thì quy lên, nhưng mà tầm này thì nó lại chưa kéo được cái bóng vào đây. Đang di chuyển vào, có cái bóng ở đây, ôi, bị cắt chết bởi Akali, bị trick bắn chết rồi. Hộp hề tiếp tục phía và Kathleen đang bắn được, không có tầm nhìn để bách phát bách trúng. Và sau đó thì sao, bị Kai'Sa bắn chết rất đen dành cho vị trí Pingguat, là không vét được cái mạng nào thêm. Chỉ có Irelia chết đường dưới thôi, chứ còn con Sako của Pingguat vừa rồi làm mềm được khá đông thành viên đối phương, nhưng mà không ai vét cả. Vẫn là cái trick đấy anh em nhé. Đây là cái trick rất là phổ biến của... Ôi team pha này thì máu lâu hết rồi, Rumble không ở lại giải cái R luôn ta. Giải cái R trúng của Rumble, tầm này là con Akali này cút luôn đấy. Giải trúng con trick này cũng được này. Ở đây em Kane ở dưới bot anh em ạ. Reta Glass thì cũng không lao lên cùng với Pingguat rồi, để xạ thủ chết chay phía sau ạ. Hơi tiếc một chút cho tiểu xử lý vừa rồi, đã làm mềm rất là nhiều người nhưng mà không có đam dứt điểm. Đây là tình huống mà Pingguat đã trở lại khu đường trên, tiếp tục đẩy đường tiếp. Một cái hộp hề nó clear hết lính rồi anh em, cứ để như này thôi. Lang thang di chuyển kiếm cơ hội bắt lẻ đối phương. Sako AD thì ăn Baron rất nhanh, thậm chí nó có thể solo Baron. Nhưng mà Sako AP thì nó chỉ hỗ trợ đam thôi, chứ nó cũng không phải là con tướng ăn Baron quá khủng khiếp. Bây giờ team đang ăn Baron và cú chiêu cuối khá rất là tốt đi từ Rumble nha. Kha'Zix không có tốc biến, di chuyển không nổi qua cái chiêu cuối một tên lửa. Và khi di chuyển ra thì Baron đã tất máu quá rồi, cắm mắt xuống. Không có E để xuống đi từ Kha'Zix và sau đó thì mất Baron. Và đó là một tiếng Kane cũng đã hạ gục rất nhanh vị trí của Akali. Đường dưới thì đó là một tiếng ăn được trụ 2 dành cho vị trí của Irelia. Và sau đó thì sao, team đang phải bỏ chạy trước khả năng truy đuổi rất khó chịu đến từ Kane với một tiếng chiêu cuối vào. Kane hoàn toàn có thể... Kha'Zix tàng hình chạy khá nhanh. Bên kia Trick đang có dọn lính rồi. Sako, Pingguat thì quyết định là về nhà với Baron, và sau đó thì tàng hình lên. Quăng cái E làm chậm. Irelia quyết định bỏ bạn rồi. Một pha đánh hạt thông nổ qua, phát hiện ra Irelia, nhưng mà Irelia vừa bấm B về xong, còn mỗi Kha'Zix ở đây mà thôi. Lại tiếp tục tàng hình lên quăng cho một cái E nữa. Đi bộ lên, Kane vào, quy mạng dành cho Sako, Pingguat với cú E vừa rồi. Bên phía bên kia thì Trick đang cố gắng dọn lính chung với xạ thủ. Nhưng mà xạ thủ đang bị tách đàn và bị soi thấy rồi nha. Rumble có thể quăng E hai lần trúng và Kathleen băng qua bắn liên tục. Quy trúng đánh tay, hết sát thương rồi Kathleen ơi. Akali ra nhưng tốc biến mà thôi, sát thương là chưa đủ. Bách phát bách trúng chưa hồi kịp đến từ Kathleen. Hoạt ảnh của bộ kỹ năng Kathleen mới được thay đổi à?
Ôi ông Pinquat ông vừa làm cái gì đấy? Một tình huống giao tranh đến hơi trễ. Một pha tàng hình. Đây cũng là một cái trick đây anh em đây. Quy quy lên sau đó R anh em nhé. Quy lên R thì bạn sẽ không bị mất cái tàng hình của cái quy, mà cái bóng của bạn nó sẽ nhảy ra ngay lập tức và đối phương sẽ có thể tưởng đó là người bạn sau khi bạn hết tàng hình. Nhưng vừa rồi thì bên phía team 2 Lucky này cũng là Lucky toàn cao thủ thách đấu mà anh em. Toàn cao thủ đại cao thủ mà. Người ta cũng biết hết thôi. Cái bóng nổ và nó vẫn gây sát thương, anh em nhìn sát thương cái bóng kìa là cực kỳ nhiều nhá. Một team Akali quyết định rút lui bỏ chạy và Irelia đã phải lên bà. Cứ nhấp nhả bằng những tình huống đứng dình như này, ba cái hộp hề này ai vào nổi anh em. Tàng hình qua nhả hộp hề ra và sau đó thì đâm nhẹ cái E vào người của Kai'Sa. Đâm vào hơi sâu ạ. Kane còn R đúng không? Kane còn R câu giờ và đó là một tình huống bấm mạng dành cho Kane đến từ vị trí của Pinguat. Cú đúp làm chậm đối phương, tốc biến hất tung nhiều thành viên đối phương, quy hấp huyết lên các kiểu đấy từ Kane. Nhưng sau đó thì vẫn phải lên bảng điểm số dưới trụ rồi. Không ai dám vào Sako này cả. Vào phát nó quy nó chạy lấy gì mà dí. Nhiều khi vào gặp mấy cái hộp hề này là cút luôn đấy anh em ạ. Bị phía tập thể này là cút luôn ạ. Mặc dù nhìn Sako yếu máu thế này thôi nhưng mà không phải giết nó là giết đâu anh em nhé. Đây trích đã tàng hình ra đây rồi. Trích tàng hình ra quăng được cái W và sau đó thì giật cái E và sau đó thì chưa mất Mega, chỉ mất chuỗi về nhà lính thôi. Nhìn cái thiên la địa võng này không ai muốn vào đâu anh em ơi. Anh em mà đánh URF gặp Sako anh em biết rồi. Bắt buộc phải mua máy quét nha. Đây là tổng cộng 4 cái máy quét, quét thấy Sako ở Pinguat rồi này. Nhả W ra tung chiêu cuối ra, bắn cái nào bây giờ, bắn cái nào bây giờ. Bắn đúng người thật rồi. Những hộp về phía sau nó hết và Kathleen đang gặp nguy hiểm. Ui, Trick giật về gặp ngay cái hộp về và lên bảng điểm số. Kai'Sa bắn cái hộp về, bắn cái bóng. Bị hộp về phá mất tầm phần 3 cây á, bị đốt phần 3 cây luôn á. Chết nhưng vẫn có mạng và nó cũng giống như cái nấm của tay mò vậy. Lang thang gặp cái hộp về bị phía chết cay lắm. Bây giờ thì dòng cái tố này chỉ là dòng cái tố thứ tư mà thôi. Nó là dòng gió thứ hai của bàn đấu này. Kane xuất hiện. Kane lao vào trừng phạt thắng với tiếng rột sát thương bằng quy trừng phạt. Hợp chất đoạn thảy ra và có một tình huống mất máu khá nhiều đến từ Kha'Zix. Akali đâm vào bị sấy chết trong cái bao khói của mình và sau đó thì Kane tung ra một cú chiêu cuối. Tiếp tục hấp huyết các thứ quẩy lên nhưng mà Irelia gỡ được một mạng. Và double kill có cho Kai'Sa. Irelia gì xét tiền rồi anh em ơi. Mấy bạn này bạn gì xét tiền rồi đấy anh em này. Mạng giờ là giá 300 rồi đấy. Mặc dù vẫn bị alpha anh em nhá. Bạn nhìn tiền thì con Sako nó không hơn nhiều tiền so với Irelia đâu. Và Irelia nó vẫn bám farm rất là ghê theo thời gian vì nó có tướng căn bản là farm cũng không khó lắm. Và nó vẫn có một lượng trang bị nhất định nhưng mà đến thời điểm này con Sako này không phế được anh em ạ. Trời ơi tung chiêu cuối né luôn cả nó đánh tay biết Kai'Sa biết tới luôn. Đẩy chiêu cuối sau đó thì sao? Đâm quy vào đây bạn. Đâm quy Rumble trong trụ đến từ vị trí Irelia. Và không đủ sát thương Rumble vẫn còn mười mấy máu xe không đánh Rumble. Quá đen cho Irelia 1-10 rồi. Vô cùng khó chịu. Thậm chí là dùng luôn cả tính kéo cái bóng đến cái đợt lính này để ăn đợt lính luôn nhưng mà nó không tới tầm anh em ạ. Nó chưa vào đủ tầm để nó có thể giật cái bóng ngược trở lại. Ba đồ AP rồi, giờ về sạc máu cái xong rồi nó đi ra Baron 2 là end thôi mà. Nhưng Baron 2 thì nó còn tầm 2 phút nữa cơ. Dịch chuyển trở lại đến từ Pinguat và đúng cái hộp hề của mình đặt ra trước đó. Lại tiếp tục quy qua dọi thấu kính vào bị lộ vị trí rồi này. Vong một cái E làm chậm và sau đó thì sao? Đánh như kiểu là một hỗ trợ thứ hai trong team vậy. Tranh chấp bùa đỏ luôn không nhờ. Lại tiếp tục di chuyển nhả hộp hề ra. Bên kia phá hộp hề cho nhanh nha. Phá hộp hề cho nhanh nha. Máu mất đi sau một cú E của Sako các bạn kìa nhìn kìa. Đam giác chưa? Bách phát bách trúng. Pinguat lại lao lên quăng một cái E mất tầm nửa cây máu đến từ vị trí của Pinguat rồi. Nhưng mà có ai dám vào con Sako này không để đánh hoa soi sáng. Ai dám vào hay không đây? Tiếp tục cắm mắt ra đến từ Trick. Hộp hề đặt ở đâu thì anh em cứ đánh sang cánh hộp hề đấy thôi. Kha'Zix đang có định cấu rỉa bằng W anh em ạ. Cấu rỉa rất khó chịu luôn. Nhảy thẳng qua bị phía rồi. Một tiếng tàng hình và sau đó tiếp tục nhặt đặt hộp hề ra. Kha'Zix mất nửa cây sau đó đang lò dò đi về rồi. Để xem cái đam của Sako với cái E 5 điểm nó bao nhiêu đam anh em. Nếu mà máu thấp là 500 đam còn máu bình thường là 355 anh em nhé. Kết hợp cùng với đam mặt nạ nữa. Mặt nạ đốt cũng rất đau. Một pha tàng hình lên nhà chiêu cuối và đối phương đang bị dí ạ. Ui rất đen là trụ không bắn hạ được cái bóng này và đó là cái bóng sắp nổ nha. Kha'Zix chạy khỏi cái bóng này rồi. Irelia bắt đầu đâm vào. Đẩy chiêu cuối fail rồi. Đây là một tiếng tàng hình bị dính E và sau đó thì Pinguat kéo cái bóng của mình đến phía hai thành viên đối phương. Kha'Zix bị Rumble giết bên phía bên ngoài còn Sako Pinguat thì bấm cái đồng hồ có cứu cánh.
Và Sako mình bắt sống luôn. Oh my god. Lại là cái trick đấy, lại là cái trick nhìn nó có vẻ đơn giản nhưng mà nó không dễ làm và thực ra là nó cũng hiệu quả, độ hiệu quả rất cao. Thứ nhất là quy tàng hình lên và sau đó nhả phân thân của mình ra, đối phương biết cái bóng, không đánh. Nhưng mà sau đó thì sao? Điều cái bóng ra xa xa một chút, điều cái bóng ra xa xa một chút. Đó, nó sắp out rank rồi đấy, anh em đã đến đây là tầm out rank rồi đấy. Quy lên, tàng hình quy lên và kéo cái bóng về phía bên này, nó nổ ngay lập tức anh em ơi. Irelia này báo quá rồi. Bấm cái đồng hồ ở một máu, sau đó thì sống dậy có ngay cứu cánh đến từ vị trí của Renata Class. Trầm cảm chưa? Những cái hộp hề này là nãy mà Kha'Zix lò ra được không chết bởi Rumble thì cũng chết mấy cái hộp hề đấy thôi. Bây giờ thì Kai'Sa với Trick đang cảm giác hơi bất lực rồi, bách phát bách trúng mưa tên lửa đẹp. Mất máu quá nhiều đến từ vị trí của Kai'Sa và lên bản điểm số, Caitlyn bị trụ bắn, sát thương từ trụ là không đủ. Và đó là cú bắt tay chuẩn xác. Trick có mạng của Rumble nhưng sau đó thì phải lên bảng với sát thương đến từ Renata Class. Và Pingguard vẫn còn sống ở đây, vẫn còn sống ở đây. Có chúa lửa. Chơi game kiểu này ức chế lắm. Bịp thật sự. GG. Trích tăng cuối game cho anh em xem đang Sako anh em nhé. Nhìn cây đây, nhìn bị out trăm CS, bị flame horizon cái quần què thì tôi không quan tâm. Trích đam cho các bạn xem luôn. Ok, lượng sát thương cuối game mình tổng hợp được đấy các bạn. Chỉ thua Rumble thôi, chỉ thua thằng Rumble nó xanh nhất team này thôi. Vẫn 29.000 sát thương, bên kia thì Irelia 1-11, fit không thấy mặt trời đâu. Kai'Sa đi lên rất ngon, xanh sớm luôn á, xanh sớm cùng với con Trick này luôn á. Về sau thì cũng bất lực. Và rất nhiều những cái chết nó đến theo kiểu là bị chết trong hoảng sợ của Sako. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái giao án cũng rất là dị của Boy1Champ Sako, rất là nổi tiếng Pingguard với những cái cú lừa đi vào sử sách. Hẹn gặp lại anh em vào những giao án khác nha. Bye bye.